Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nghe Để Biết. Sau đây là nội dung chi tiết. Từng ly hôn lại có con riêng, Thu Thủy được gia đình chồng sắp cưới đối xử như thế nào? Mặc dù từng đổ vỡ hôn nhân lại có con riêng, nhưng Thu Thủy được gia đình chồng hai rất yêu thương và trân trọng. Đầu tháng 6 năm 2019, sau hơn một năm chia sẻ về hôn nhân rạn nứt, ca sĩ Thu Thủy chính thức công khai tình yêu mới. Chàng trai cùng cô vượt qua những sóng gió hôn nhân và hàn gắn trái tim nữ ca sĩ chính là Kiên Nguyễn, một gương mặt khá lạ lẫm với showbiz Việt. Ở thời điểm đó, không ít người tỏ ra lo lắng vì Kiên Nguyễn kém Thu Thủy tới 10 tuổi và chỉ chưa đầy nửa tháng sau khi công khai tình yêu, Kiên Nguyễn rình rang tổ chức lễ cầu hôn nữ ca sĩ Thu Thủy. Anh dành cho cô những lời chân thành. Anh từng chỉ là một cậu nhóc vô lo vô nghĩ, không biết mục đích mình đang sống vì điều gì. Cho đến khi anh gặp được em cho anh bước qua mọi cung bậc cảm xúc, cho anh cảm nhận cái gọi là hạnh phúc gia đình, cho anh biết được mục đích anh đến với cuộc đời này là để chờ đến lúc hai mẹ con em đến che chở và bảo vệ khỏi những giông tố, đau khổ trên suốt phần đời còn lại. Và chỉ ba ngày sau đó, tấm thiệp cưới của Thu Thủy và Kiên Nguyễn được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Ngày cưới được ấn định là ngày mùng 4 tháng 7 tới đây tại Đà Lạt, tư gia của chú rể. Không ít người cho rằng hôn lễ này được cử hành một cách quá chóng vánh, thậm chí có người còn đặt nghi vấn Thu Thủy đang cố gắng cưới chạy bầu. Thế nhưng, nhìn cách mà gia đình Kiên Nguyễn đối xử với Thu Thủy, có lẽ khán giả sẽ thấy hôn lễ này không hề quá nhanh quá nguy hiểm. Mặc dù hơn chú rể tới 10 tuổi, lại từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đang nuôi một cậu con trai nhỏ, song Thu Thủy nhận được sự yêu thương, ủng hộ hết lòng từ phía gia đình chồng tương lai. Mỗi dự án sản phẩm của Thu Thủy đều được mẹ ruột Kiên Nguyễn ủng hộ hết lòng. Mặc dù không sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bà âm thầm hỗ trợ con dâu tương lai và thể hiện sự ủng hộ cô bằng cách chia sẻ về các dự án sản phẩm này lên trang cá nhân của bà. Ngay cả khoảnh khắc cậu con trai út của bà cầu hôn Thu Thủy, bà cũng trân trọng chia sẻ lại từng bức hình, từng status về trang cá nhân của mình. Hành động này khiến Thu Thủy rất cảm động, cô đều thả tim và để lại comment cảm ơn mẹ để bày tỏ cảm xúc. Không riêng gì mẹ chồng tương lai, anh trai của Kiên Nguyễn cũng hết lòng ủng hộ cặp đôi. Cũng như mẹ ruột, anh âm thầm chia sẻ rất nhiều thông tin về cặp đôi cũng như những sản phẩm của Thu Thủy về trang cá nhân. Đặc biệt, khi Thu Thủy và Kiên Nguyễn công khai MV mới, đồng thời cũng chia sẻ về tình yêu, anh trai của Kiên Nguyễn đã động viên cặp đôi. Có cũ mất đi là để có nơi cho cái mới tốt đẹp đến, cố lên hai em. Trên thực tế, Kiên Nguyễn và Thu Thủy đã yêu nhau được gần một năm. Dịp Tết Nguyên đán 2019 vừa rồi, nữ ca sĩ đã cùng con trai về quê của Kiên Nguyễn để ra mắt và đón Tết cùng gia đình. Trong chuyến về ra mắt này, Thu Thủy được mẹ chồng hết lời khen ngợi. Bà đăng tải hình ảnh cô con dâu tương lai gói bánh chưng cùng gia đình lên mạng xã hội và liên tục trả lời rằng bà rất vui, cảm thấy rất ấm cúng khi có các con quây quần đón Tết cùng. Khi có người thắc mắc rằng cô con dâu tương lai đẹp, nổi tiếng nhưng liệu có biết gói bánh chưng không đó, mẹ chồng Thu Thủy đã không ngần ngại trả lời rằng cô làm việc thành thạo khiến bà rất hài lòng. Dịp Tết vừa qua, Thu Thủy cũng được gia đình Kiên Nguyễn cùng đưa đi tảo mộ tổ tiên. Đây là hành động chỉ có người trong gia đình hoặc cực kỳ thân thiết mới làm cùng nhau. Điều này cho thấy cặp đôi đã xác định một mối quan hệ nghiêm túc nên đám cưới không hề quá chóng vánh như công chúng nghĩ. Các bạn nhớ đăng ký kênh Nghe Để Biết để cập nhật những tin tức mới nhất.